chào, xin chào đón tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Sướng Thời Trang ngày hôm nay cùng với Minso. Minso sẽ được chính thức tuyên bố cánh cửa của Sướng Thời Trang của chúng ta ngày hôm nay sẽ được phép mở ra và chúng ta chỉ có 30 phút hoạt động mà thôi. Hãy tương tác thật nhiều cùng với chúng tôi qua fanpage rất là quen thuộc nhé. Đó chính là Sướng Thời Trang VTV6. Và ngày hôm nay thì chủ đề của tuần này đó chính là các bạn có dám mạnh dạn tự tin để có thể tiếp cận vào xu hướng mới của thời trang hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Còn ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với Sướng Thời Trang nào. Các bạn thân mến, ngay bây giờ hãy cùng nhau làm quen với những người rất là đặc biệt của chương trình Sướng Thời Trang và rất là quen thuộc nữa. Đầu tiên hãy cùng nhau chào đón chuyên gia make up Cao Tuấn Đạt. Người thứ hai rất là xinh đẹp đó chính là nhà thiết kế Helen Hoài. Cùng với một chàng trai luôn luôn cá tính đó chính là biên tập viên thời trang Tôn Hiếu Anh. Các bạn thân mến, có thể nói rằng đây chính là ba nhân vật có thể giúp cho những nhân vật của chúng ta khi đến với chương trình sẽ ngày càng đẹp hơn và tuyệt vời hơn và đúng với cá tính của các bạn ấy hơn, cũng như là sẽ gợi ý cho các bạn những cái xu hướng thời trang mà giúp cho các bạn có thể biến hóa nó trong tủ đồ quần áo của mình, mix những cái bộ trang phục mà mình đã có sẵn, giúp cho các bạn đỡ tốn chi phí hơn, đúng không ạ? Với câu hỏi tương tác như thế này thì không biết là đối với anh Tôn Hiếu Anh thì sao ạ? Ở đây thì vấn đề nó ở hai mặt. Một là phía sản xuất, phía đưa ra thì luôn luôn muốn người ta đón nhận, nhưng mà phía khán giả, phía người dùng là những người rất là khó tính. Mà đặc biệt là ở với những nước châu Á đông như mình thì cái sự đón nhận nó còn chậm hơn với các nước phương Tây, bởi vì các nước phương Tây họ đã quen với cái phong cách gọi là đa văn hóa, có nhiều nguồn khác nhau, họ đón nhận theo tính cách của họ, người thích cái này người thích cái kia. Mà ở Việt Nam thì nó rõ ràng là nó sẽ chậm hơn và nó khó khăn hơn so với cả các quốc gia khác ở châu Âu thôi, chứ còn châu Á nói chung thì gần giống nhau. Và ngoài ra thì nếu một thực sự một xu hướng, một phong cách ăn mặc mà thực sự là hấp dẫn nổi bật thì khi mà vừa đưa ra một cái thì vô vàn người đón nhận luôn, bởi vì nó cũng giống như là may mắn. Thì cái câu hỏi của bạn đưa ra là cái thứ mà tất cả những ai làm thời trang luôn luôn suy nghĩ. Vậy thì không biết là khi mà đến với đất nước Anh được học hỏi rất là nhiều điều tuyệt vời từ thời trang ở bên Anh, vậy thì khi có một cái xu hướng mới như vậy thì cái cảm nhận đầu tiên của anh là như thế nào? Anh có dám mạnh dạn là mình sẽ theo cái xu hướng đó hay không? Với tôi thì chắc là cái cách đón nhận nó không phải là ở phía người dùng nữa mà lại là ở phía người nghiên cứu. Dạ. Ngày trước thì nói thật là ở Việt Nam khi mà có một xu hướng mới ra đời, ví dụ như là unisex, hồi đầu tiên tôi không thể chịu được. Dạ. Vì tôi thấy nó cứ bị lập lờ, nó không rõ được cái nguồn văn hóa ở trong đấy là cái gì, tôi rất là khó chịu. Nhưng mà về sau khi mà tôi đọc và tôi học nhiều hơn thì tôi phát hiện ra là tôi phải tập làm quen với những xu hướng mới xảy ra. Đầu tiên là có thể mình không ưa nó, mình không dùng nó, nhưng mà mình hãy nhìn nó một cách có thiện cảm đã. Mình cũng có thể tìm được ra là nó đẹp ở đâu đã. Dạ. Và về sau mà khi mà rõ ràng khi mà tôi đi học thì tôi được một cái dạy đầu tiên đấy là làm quen với sự đa dạng. Làm quen với sự đa dạng là phải chấp nhận người khác. Đấy thì từ lúc đấy mình nhìn mọi thứ công nhận là nó sẽ có vẻ là nó dễ dàng hơn và mình đón nhận được nhiều thứ. Và khi mình đón nhận được nhiều thứ thì rõ ràng cái sự sáng tạo của mình nó cũng tăng lên. Yeah. Mỗi khi mà trên thế giới ra một cái xu hướng mới thì những người làm thiết kế thời trang như chúng tôi là phải nghiên cứu đầu tiên. Và mình sẽ chắt lọc ra là cái gì mình nên áp dụng cho cái thiết kế của mình và cho cái người phụ nữ của Việt Nam mình, và đặc biệt là người phụ nữ Hà Nội mặc. Và mỗi khi mà những thiết kế của tôi sau khi mà đã làm xong và cho xuống dưới cửa hàng thì những cái người phụ nữ mà mạnh mẽ này, những người có tính cách cá tính là những người yêu thích thời trang, người ta cũng mặc đầu tiên. Thì sau đó thì là tất cả những người khác, ví dụ làm cùng văn phòng, người ta nhìn thấy những cái mẫu đây nó đẹp, hoặc là với những cái người tiên phong kia, người ta nhìn thấy nó rất là hợp lý thì người ta sẽ lại mua theo tâm lý, mua theo quán tính, hoặc mua theo tâm lý đám đông. Và khi là đến những người mà vô tình nhất, ví dụ những người mà không quan tâm đến mốt, nhưng mà vì là bán tràn lan tất cả những cái mẫu đấy thì là người ta cũng tự nhiên là người ta cũng sử dụng, người ta cũng mua, nhưng người ta không biết rằng đấy nó đang rất là mốt. Còn về make up thì sao ạ? Không biết là đối với make up thì có những cái xu hướng mới nào anh Cao Tuấn Đạt có thể chia sẻ với mọi người không ạ? Make up với cả thời trang thì thường nó đi đôi với nhau. Như mình xu thế trước đây thì mọi người hay đánh môi đỏ, người ta sẽ kêu môi đỏ là già, môi đỏ là thế nọ, môi đỏ thế kia. Mà bây giờ hỏi mình ra thị trường, mình thấy 10 cô gái thì mấy cô môi đỏ. Yeah. Mọi người rất là thích, thì mọi người, một số người thì ăn theo thần tượng,
và một số người thì sẽ chê, người ta không thích cái đó, nhưng mà sau cái người ta thử, người ta thấy cảm thấy à, đối với màu này mình sẽ kết hợp với cách đánh như thế này như kia thì sẽ được một cái khuôn mặt trẻ chứ không phải là già như mọi khi nữa. Nhưng mà mọi người là hay bị một cái gọi là cái tôi của người ta lớn quá, người ta khẳng định quá, người ta không chịu phóng khoáng ra, người ta không chịu nhìn ra thế giới xem mọi người đang như thế nào. Ví dụ năm nay mua nút đi thì mọi người sẽ chê mua nút thế nọ, mua nút thế kia, mà thật sự ra là cái này nó là quay vòng. Ví dụ như 2-3 năm sau có thể để môi đỏ môi tím hay là như thế nào đó, mà cái màu sắc nó sẽ quay vòng như kiểu thời trang vậy thôi. Nói ra thì nhiều thứ mâu thuẫn trong thời trang lắm. Người ta thường bảo là những nhà thiết kế thì luôn luôn là tôi muốn tạo ra mốt, tôi cũng muốn tạo ra xu hướng, đúng không? Còn ok, người dân bình thường thì hãy chạy theo xu hướng, nhưng mà vì chạy theo thì mới tạo ra mốt. Nó cũng là một cái gọi là tương quan của cả hai bên. Ví dụ bạn là tạo ra xu hướng, phải có nhiều người ủng hộ thì mới tạo thành mốt. Hoặc là có một câu nữa cũng rất là hay, đấy là sự thời trang nó là một sự copy. Nếu mà không có người nọ bắt chước người kia thì nó không tạo thành xu hướng, cũng không tạo thành thời trang. Nhưng mà rõ ràng là cái người sử dụng là người quyết định. Bởi vì là xu hướng thời trang thế giới nó thường là một nhóm quyền lực người ta tạo ra, nó set trend để cho ảnh hưởng đến cả thế giới. Và cái người sử dụng, người mua như là người quyết định là cái mốt đấy nó có thịnh hành ở quốc gia nào, vùng lãnh thổ nào. Các bạn khán giả ở nhà hãy tương tác cùng với chúng tôi để chúng tôi có thể biết được ý kiến riêng của chính tất cả các bạn và thể hiện được cái sự đam mê về thời trang của mình đối với sự thời trang các bạn nhé. Còn ngày hôm nay thì sao nào quay trở lại với nhân vật chính để xem bạn ấy có dám mạnh dạn để thay đổi bản thân mình để tiếp cận vào xu hướng mới với thời trang của sự thời trang ngày hôm nay hay không. Xin mời. Chào ban tổ chức và chào tất cả các bạn. Mình tên là Thủy và mình đến từ Hà Nam. Hiện tại mình đang làm nội nghiệp cho một công ty bản đồ. Hiện tại công việc của mình thì nó thiên về kỹ thuật cho nên là cũng hơi khô khan ạ. Trong cách ăn mặc của mình thì mình cũng đôi khi mình cũng thấy hơi xề xòa và muốn thay đổi một chút để mình cảm thấy cuộc sống này nó thú vị hơn. Khi mà mình thay đổi về cách ăn mặc thì bản thân người đối diện gặp khi mà gặp mình thì mọi người cũng vui vẻ hơn. Và mình cảm thấy công việc của mình cũng dễ dàng hơn. Vậy thì không biết bạn có nhiều những người bạn không ạ? Thực tế thì mình là tiếp người cũng không được nhiều bạn cho lắm. Vậy thì khi mà tiếp xúc với một bạn mới, ví dụ như là bạn gặp tôi ngày hôm nay, thì bạn sẽ làm như thế nào? Cảm giác của bạn làm sao và bạn muốn tiếp cận đối với người bạn mới đó như thế nào? Lần đầu tiên gặp anh Minh Dù thì ấn tượng nhất là không phải vẻ bề ngoài mà là không, tôi đang giúp tóc thôi à, tôi đang giúp tóc rồi, tôi không làm gì trơn. Vâng, em ấn tượng với anh là bởi vì giọng nói của anh rất là ấm áp và nghe rất là êm. Tôi có thể hát được nữa đó. Khi mà hát cho bạn nghe là bạn ngủ luôn, hồi thức luôn. Được thế thôi. Vậy thì ở ngoài thì sao nào? Môi trường ở ngoài thì bạn có thể thường tiếp xúc với rất là nhiều người khác nhau. Vậy thì lúc đó thì bạn có đủ tự tin để nói chuyện cùng với họ hay không? Thực tế ở bên ngoài thì mình cũng khá tự tin, nhưng khi lên trên này thì mình cũng hơi run một chút. Cái điều đó là cái điều mà Minh Sù muốn liên kết qua cái việc rằng là khi mà bạn được thay đổi thì bạn có đủ tự tin và mạnh dạn để tiếp xúc với cái sự thay đổi đó về thời trang của mình hay không? Về thay đổi về thời trang thì thực tế là mình cũng rất thích, chứ không cần phải mạnh dạn hay là có dám hay không. Nếu mà mình cảm thấy nó phù hợp thì đương nhiên là mình sẽ làm. Nhưng mà bạn có giữ nó trong một khoảng thời gian dài hay không? Hay là chỉ thay đổi ngay thời điểm hiện tại rồi ngừng? Chắc chắn là nếu nó có lợi thì đương nhiên là mình sẽ phải duy trì rồi. Mình đẹp hơn đúng không ạ? Dạ vâng. Thời trang nó sẽ giống như một người bạn mà thôi. Nếu mà ở ngoài cuộc sống mình không thích kết bạn, mình là người đóng, close mà không người cởi mở, thì giống như là mình không tiếp nhận được nhiều người bạn khác. Giống như mình không chủ động đi làm quen một người bạn khác đúng không? Mà mình luôn ở vị trí đợi để những người bạn khác đến làm quen với mình. Thì thời trang cũng thế thôi, mình phải sẵn sàng tiếp cận nó chứ không phải thời trang nó ập đến với bạn.
Nếu mà bạn đang là một người ít bạn à? Dạ vâng ạ, bản thân em thì cũng hơi ít bạn. Khi mà bạn muốn có thêm nhiều bạn thì bạn phải làm gì với nó? Chứ đừng ngồi im và bảo là ôi tôi cô đơn, tôi ít bạn. Thế ra bạn không chủ động để bạn tìm thêm nhiều người bạn khác. Tôi cũng cảm giác là bạn cũng quan tâm đến thời trang. Bạn cũng muốn ăn mặc cho ngốt hơn một chút đúng không? Vâng ạ. Ừ, tôi để ý là bạn mặc áo rất là thể thao, theo con thỏ cũng theo hướng comic một tí. Nhưng mà quần legging của bạn lại có chữ. Dạ vâng. Có chữ theo theo ở bên này thì tự dưng nó hơi bị cuộn so với cả bộ quần áo bạn đang mặc đến. Ví dụ bạn mặc áo con thỏ rồi, áo thể thao rồi thì cái quần legging trơn thì nó phù hợp hơn. Dạ vâng. Nó chỉ có một xíu xíu nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Nhưng mà tôi rất là thích bởi vì bạn cũng là người đã quan tâm đến thời trang. Hơi ngược với tính cách của bạn là bạn là người khá kín đáo, e dè. Nhưng mà trong tiếp cận với thời trang tôi thấy bạn là người khá cởi mở. Dạ bạn sẵn sàng đón nhận cái mới. Đúng không? Bởi vì khi mà bạn không mặc thử lên nhiều phong cách thì bạn không biết mình hợp cái gì cả. Mặc nhiều thì sẽ biết là mình đẹp hay không thôi mà. Bạn có bỏ ra nhiều thời gian để đi shopping hay là hay có thời gian lên trên mạng xem những hàng quần áo bán online hay là update xu hướng thời trang không? Cũng khi thành rảnh rỗi thì em cũng có xem và đi shopping ạ. Cái thời gian mà bạn dành cho cái sự chăm sóc bản thân của bạn là đến bao nhiêu thời gian trong vòng một tháng? Nếu mà nói về chăm sóc bản thân, về đi shopping thì... Đi shopping, đi làm đẹp, ví dụ như là đi cắt tóc này hay là đi nhuộm tóc này hoặc là đi spa để cho bản thân mình đẹp lên, nói chung là chăm sóc bản thân ấy. Vâng. Hoặc là mua, nếu mà bạn bận quá bạn có thể là mua mặt nạ về nhà đắp thì bạn có không? Bạn có dùng những cái đấy, sản phẩm đấy không hay là không bao giờ dùng tới? Dạ có ạ. Nếu mà nói về chăm sóc da thì em cũng có dùng dưỡng da, đắp mặt nạ. Và đi shopping thì một tháng em chỉ đi độ khoảng 2 đến 3 lần. Nhưng có thể tôi là người hơi kỹ tính nên là tôi nghĩ rằng là một cô gái mà đã đi làm rồi và đến với xưởng thời trang là với hình thức như này thì theo tôi thì là quá đơn giản với một cô gái mà lại là đang là tuổi yêu đương và hẹn hò nữa. Con gái là phải phấn son này, thứ hai là tóc thì cũng phải nên làm điệu một chút chứ không thể để một mái tóc kiểu nó đơn giản quá. Thứ ba nữa là cái cách mình mặc quần áo ấy thì tôi nghĩ rằng là mình cũng nên phải đầu tư hơn. Tất cả là có một điều nữa tôi nhận ra là bạn là hiện giờ bạn đang tiếp nhận nhiều xu hướng ăn mặc quá nên đâm ra bạn hơi bị rối trong cách ăn mặc. Chắc là tôi phải nhờ chị Helen Hoài làm sao để cho bạn một cái phong cách nào để cân bằng lại cái sự rối ren đấy. Để một cái phong cách mà mình vừa dễ áp dụng nhất và nó lúc nào cũng phù hợp thì đấy là một phong cách tối giản. Vì mình là người trẻ tuổi cũng cần phải theo cái xu hướng mốt một chút thì mình phải tối giản, nhưng mà không có nghĩa là đơn điệu. Đây là một cái đầm màu đen, thứ nhất là nó được mix với cả da và dạ thì nó tạo lên một cái sự phong phú. Thứ hai là ở những cái đường cắt cúp này thì cho em thấy rằng là em là một cô gái rất là hiện đại và vẫn có cá tính. Với một cái đầm này thì em có thể là hợp đi làm, đi chơi và rất là dễ để tạo cho mình cái phong cách là trông xinh đẹp. Em thấy ở dưới nó có cái dây kéo đúng không? Đúng ạ? Rồi, nó đúng là rồi. Một cái điểm mà ít nhà thiết kế mà khi mà làm tối giản hóa người ta chú ý. Người ta thường nghĩ là tối giản hóa là mọi thứ đơn giản hết đi, mà không phải. Tối giản hóa nó phải để lại một điểm nhấn. Cô gái, em nghĩ gì về phong cách này? Thực tế em lần đầu tiên nhìn thấy chiếc váy này em cũng rất thích, nhưng mà em có một cái băn khoăn là chân em nó hơi cong thì có mặc được không ạ? Nếu mà một cái đầm không thì nó chưa nói lên điều gì. Ngoài ra thì chúng ta cần phải có phụ kiện đi kèm nữa, thì em cũng không nên lo lắng về điều đó. Nếu như mà chân em cong thì cũng có nhiều cách để có thể xử lý. Ví dụ như em đi tất hoặc em có thể đi giày hoặc đi bốt cao. Chúng ta hãy tự tin để có thể trải nghiệm cái bộ trang phục này ngay bây giờ bạn nhé. Dạ vâng ạ. Được không ạ? Bạn đừng để những cái thứ gọi là nó đã ấn định vào trong đầu óc của mình cản trở mình đến với một bộ trang phục mới, một phong cách mới. Thử lên rồi mình đánh giá, đấy là quan điểm của tôi và bạn lúc nãy đã nói với nhau mà. Dạ vâng ạ. Hãy tiếp cận xu hướng mới bạn nhé. Dạ vâng. Và ngay bây giờ cánh cửa thời trang mở ra, xin mời bạn bước vào. Minh Sù có thể thấy là bạn cười rất là tươi và thay đổi hoàn toàn luôn. Minh Sù rất là thích cái phong cách này của bạn. Không biết ba anh chị thấy như thế nào ạ? Chị Hoài cười rất tươi.
trông rất là lạ và trông sành điệu ấy. Em thấy cái bộ đồ này trông nó còn đơn giản hơn cái bộ lúc đầu bạn mặc đến đây, và trông bạn còn sang trọng và thời thượng hơn rất là nhiều. Cái sự tối giản nó làm giúp cho em trông đẹp hơn, chứ không cần phải là diêm dúa, không cần phải quá nhiều thứ. Bởi vì là thực ra em có sẵn mọi thứ rồi, chẳng qua là em đón nhận những cái mới theo nhiều cách khác nhau. Nhiều khi sự tối giản nó là thời trang, không phải thời trang lúc nào nó rườm rà, rắc rối, diêm dúa. Mà thời trang nhiều khi nó còn là sự đơn giản. Em mặc bộ này rất là đẹp. Vậy thì bạn có thể trả lời cho Minh Xuân một câu hỏi rằng là bạn đã đón nhận cái bộ trang phục này với cái trạng thái như thế nào ạ? Mình rất là thích thú khi mà mặc cái bộ trang phục như này. Và em thích nhất là cái kiểu cách điệu ở cái phần cái đường dưới chân váy đấy chị ạ. Và đường cắt cái độc đáo thì nó sẽ trẻ hơn. Trẻ hơn là nếu không có khóa thì nhìn chắc là sẽ già hơn một chút. Cái đặc biệt ở đây là cái khóa kéo. Bạn còn thấy ngại với cả đôi chân của mình không? Em cảm giác là sẽ thon hơn vì có đi đôi tất đen ạ. Chính xác. Bởi vì là khi mà bạn ngại, bạn chân cong hay là chân ngắn hay là chân bị to, thì mình hãy sử dụng những đôi tất lưới nhiều khi, và với cả giày nó vừa ngang mắt cả chân thì nó vô hình chung nó làm cho bạn đôi chân nó thon, nó nhỏ lại và không tập trung nhiều điểm nhìn vào chân của bạn. Em có đôi chân dài đấy. Và nhưng mà nếu mà để muốn kiểu tỷ lệ đẹp thì bao giờ cái quần áo rất là quan trọng, vì là em mặc em không nên mặc những cái áo mà nó dài quá. Em chỉ nên mặc áo ngắn hoặc là đầm ôm sát thì trông dáng của em nó sẽ cao hơn, tại vì cái tỷ lệ dáng của người em là đẹp. Và chắc chắn là bạn cũng không có thể nhìn thấy được mình mặc bộ đồ này như thế nào đúng không ạ? Dạ vâng. Chỉ cảm nhận nó mà thôi, cho nên là các bạn khán giả hãy tương tác cùng với chúng tôi để giúp bạn ấy có thể tưởng tượng được nhiều hơn về mình mặc bộ đồ trang phục này là đẹp như thế nào. Hãy gửi những cái ý kiến của các bạn về cho fanpage, đó chính là Xưởng Thời Trang VTV6 ngay bây giờ các bạn nhé. Và chắc chắn là bạn sẽ được biến đổi lần thứ hai. Tôi là cái rất là chiều nhân vật, tôi sẽ cho bạn một bộ đồ không kèm cái họa tiết hoa văn mà lúc đầu tiên bạn đến đây bạn thích đâu. Cũng trên một nền đen huyền bí thì cái họa tiết được thêu bằng len của nhà thiết kế Kelly Bùi đã tạo nên một sự nổi bật nhất định. Thêu dệt những bông hoa và những cái họa tiết rất là cầu kỳ, kết hợp với cả một cái chân váy ở trong trắng, ở ngoài có một lớp voan đen nhẹ như thế này, thì tôi nghĩ chắc chắn là bạn sẽ đi đến thời trang gần hơn một bước nữa. Bạn cảm nhận như thế nào? Rất là thích cái bộ mà anh giới thiệu cho em. Em có một chút hỏi là vai em nó hơi rộng, thì không biết được cái vai bồng ấy có làm cho vai mình rộng không? Cái kiểu này được thiết kế là vai bồng, cho dù bạn có vai bạn có gầy hay vai bạn có béo thì nó cũng chỉ có một size thôi. Bây giờ có một thứ mới trong thời trang, đấy là đôi vai. Đôi vai tượng trưng cho quyền lực, bạn để ý vào xem. Người phụ nữ người ta khi nào nhấn vào vai khi mà người ta muốn chứng minh là tôi có quyền lực. Khi bạn mặc một cái áo rộng vai thì bạn sẽ cảm giác là tự dưng mình có quyền lực hơn. Nên đừng bao giờ ngại ngần khi mà nói là vai mình rộng, đừng sợ. Dạ vâng. Dạ, bây giờ bạn hãy tự tin lên nào và hãy thể hiện sự quyền lực của mình trong bộ trang phục của anh Cao Tuấn Đạt ngay bây giờ nhé. Dạ vâng. Cánh cửa của Xưởng Thời Trang mở ra. Đẹp lộng lẫy và rất là rực rỡ, vì em cái mái tóc này, cái cách trang điểm này và cái bộ trang phục này làm cho em lộng lẫy hơn rất là nhiều. Cái hoa thêu thì quá đẹp rồi, và cái chị nghĩ rằng là cái kiểu tóc mà em trải hết kiểu lên này rất là hợp với em. Nó hợp với em hơn, tại vì cái tỷ lệ trán của em nó hơi ít, đâm ra là em đừng có để những cái tóc mà nó che mặt của em quá nhiều, là mặt em cảm giác rất là to, nhất là đẩy hai bên này lên nữa. Khi mặc cái tóc ngắn, ok, đồng ý là tóc ngắn là để xử lý cái phần này trên khuôn mặt, nhưng mà khi mà em để cái tóc ngắn nó thẳng nó vào đây
nó cắt cái phần này đi thì tạo cái hình góc cạnh để che cái phần tóc nó đi không sao, nhưng mà em lại có xấy phồng nó lên đúng không? Thì đấy là cái lỗi sai anh làm cho em như thế này để hướng em tới một cái kiểu là cái tóc nó ngắn đi và hớt cao nó lên như này rất là hợp với em. Em rất là cảm ơn anh Cao Tuấn Đạt đã tư vấn cho em bộ trang phục này. Vì đây là lần đầu tiên em được mặc một trang phục rất thời trang như thế này. Chiếc váy và cả cái những cái vải ren ở bên ngoài em chưa nhìn thấy trong gương nhưng em nghĩ rằng là rất là đẹp. Và chắc chắn là ngày hôm nay thì bạn sẽ có 3 cơ hội để có thể biến hóa thành 3 nhân vật rất là tuyệt vời với thời trang. Và ngày hôm nay thì có thể nói là với cái vai này thì quyền lực hơn rất nhiều đúng không ạ? Và rất là thời thượng nữa. Và hy vọng rằng là với sự biến hóa thứ 3 này thì bạn sẽ còn thích hơn nữa. Trong cái cuộc cho bạn trải nghiệm ngày hôm nay thì lúc đầu tiên chị Helen Hoài đã đưa cho bạn về một cái xu hướng tối giản hóa. Mọi thứ nó rất là đơn giản và bạn có thể cảm nhận được cái sự tinh tế ở trong thời trang. Đôi khi thời trang nó cũng chỉ là một nét rất là nhỏ ở trên bộ trang phục. Như bạn nhớ lúc ban đầu cái váy nó chỉ là một cái khóa kéo, nó đã tạo thành một sự khác biệt rất là rõ ràng. Bộ trang phục thứ hai nó mang tính rất là thời thượng, nó rất là high fashion. Và cái này cũng giống như là chúng tôi để làm cho bạn cảm nhận được tất cả những gì nó thuộc về cái về sản diễn, nó thuộc về những cái gì rất là thời trang. Để cho bạn hiểu được là bạn có một cơ thể rất là đẹp, bạn mặc những thứ đồ thời trang trên người thì cũng làm cho bạn có một cái trải nghiệm nó chưa bao giờ có trong cuộc sống. Và chắc là đến khi mà tôi làm thì tôi lại muốn lôi bạn về với thực tế. Tôi nghĩ là một bộ đồ công sở nhưng mà nó được khá cách đi thì cũng là một thứ chắc là bạn cũng chưa bao giờ mặc. Đúng không? Một bộ này có thể là bộ quần áo, một set trang phục mà nhiều quần áo nhất từ xưa đến giờ tôi làm. Một bộ da ở trong, váy da và áo da ở trong. Mặc ở trong nữa thì lại là một cái áo vest dài, không có tay. Và ở ngoài thì lại một cái áo vest phủ. Tôi đang muốn sử dụng một cái hình ảnh nó rất là layer, nó rất là nhiều lớp và nó tạo ra một cái sự mà tôi vẫn đang thích khi trong gu ăn mặc bây giờ là nó có một cái gì lạ lạ, ngầu ngầu. Chắc là cái phong cách này nó sẽ làm cho bạn trông khỏe mạnh hơn và cũng rất là quyến rũ, tôi nghĩ vậy, và nó bí ẩn. Dạ vâng ạ, em rất là thích cái vest mà hai chiếc vest mà lồng vào với nhau đấy ạ. Và cái vest bên trong thì lại không có tay phải không anh? Đúng rồi. Dạ vâng. Thường là áo không tay thì người ta mới gọi là vest, còn áo này thì nó gọi là áo khoác rồi. Thì cái khó ở đây là mình phải nhìn làm sao được hai cái nào nó đi được với nhau. Nhiều khi tôi mix đồ tôi hay dùng hai cái váy hoặc là hai cái áo tôi lồng lại với nhau. Nhưng mà nó phải có sự bù trừ cho nhau, không phải là cả hai cái áo vest đều dài tay. Ngày hôm nay thì có vẻ như là bạn rất là hợp với màu đen đây. Cả ba bộ trang phục đều có màu đen rất là nhiều đúng không ạ? Và hy vọng rằng bạn ấy sẽ bí ẩn và bí ẩn như thế nào, hãy cùng chờ đợi. Ngay bây giờ cánh cửa của xưởng thời trang mở ra, xin mời bạn bước vào. Em cảm thấy thế nào? Hôm nay em cảm thấy rất là vui. Được trải qua 3 lần biến đổi. Giống như kiểu mình đã thay đổi hoàn toàn vậy. Từ kiểu tóc đến trang phục. Em cảm thấy hôm nay rất là hạnh phúc ạ. Vậy thì không biết rằng là qua 3 bộ trang phục này với 3 sự gợi ý của chúng tôi thì bạn thích nhất là bộ trang phục nào? Mỗi bộ trang phục lại có một phong cách riêng, một vẻ đẹp riêng. Em cảm nhận giống như kiểu ba con người khác nhau khi em khoác lên mình những 3 bộ trang phục này. Dạ. Và em nghĩ là em sẽ thích cả 3. Và trong một tuần thì chắc là em sẽ thay đổi rất là nhiều. Giống như bộ của anh Cao Tuấn Đạt thì khá là thời trang thì em không biết được là chắc là em sẽ thi thoảng mặc. Dạ, bạn có thể mặc bộ trang phục ấy cho những cái buổi tiệc thật là trang trọng. Ngày hôm nay với sự yêu thích cả 3 bộ trang phục của chúng tôi thì chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến bạn rất là nhiều. Và hy vọng rằng là tất cả các bạn khán giả cũng sẽ giống như cô gái của chúng ta tuyệt vời ở đây, yêu mến chương trình Sử Thời Trang nhiều hơn nữa.
Và với cái bộ trang phục cuối cùng này, hy vọng rằng tất cả các bạn khán giả xem truyền hình ở nhà cũng sẽ tương tác cùng với chúng tôi trên fanpage của xưởng thời trang VTV6 bằng cách là đóng góp ý kiến của bản thân mình về cho bộ trang phục này của bạn ấy nhé. Còn ngay bây giờ sẽ là cơ hội dành cho bạn có thể nhìn ngắm được bản thân mình ở trong gương khi mặc bộ trang phục này. Chiếc gương sự thật của chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ, em rất háo hức ạ. Dạ, xin mời chiếc gương sự thật. Bạn cười rất là tươi, bạn hãy tự tin lên như thế bạn nha. Và bây giờ, chuẩn bị nào. Tôi hồi hộp giùm bạn luôn đó. 1, 2, 3, lên. Tôi cho bạn 5 giây để có thể tạo dáng trong gương và nhìn ngắm bản thân mình nha. Cảm thấy rất là hạnh phúc khi được khoác trên mình những bộ trang phục rất sang trọng ạ. Em nghĩ bộ trang phục của anh Tôn Hiếu Anh và chị Hay Liên Hoài em sẽ mặc thường xuyên hơn. Còn gì nữa không ạ? Với bộ trang phục này bạn có thể xoay qua xoay lại để chúng ta có thể nhìn ngắm kỹ hơn. Em thấy mình rất là xinh đẹp trong gương. Dạ, phải nói rằng là sau khi mà bạn đã được lột xác hoàn toàn như thế này thì mình sẽ cảm thấy rất là yêu thích hình ảnh này của bạn. Hy vọng rằng bạn cũng sẽ áp dụng nó cho mình ở trong tương lai với những bộ trang phục của mình ở nhà, cũng như là chúng ta có thể tìm tòi thêm những cái xu hướng mới để áp dụng cho mình nhé. Dạ, chúc cho bạn sẽ luôn luôn tuyệt vời như thế. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ. Các bạn khán giả thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã trải nghiệm rất là nhiều điều tuyệt vời đến từ bạn nhân vật của chúng tôi, đúng không ạ? Bạn ấy đã lột xác hoàn toàn và biến đổi rất là sang trọng, cũng như là bạn ấy cũng đã chia sẻ với tất cả chúng ta và sở thích về ba bộ trang phục mà bạn ấy đã được lột xác. Và chắc chắn các bạn khán giả truyền hình cũng sẽ không quên câu hỏi tương tác của chúng tôi từ đầu chương trình cho tới bây giờ, đó chính là các bạn có dám tự tin mạnh dạn để có thể tiếp xúc với xu hướng mới về thời trang hay không. Có thể nói mình dù rất là vui và hạnh phúc khi nhận thấy là các bạn đã tương tác rất là nhiều, 99% đã đưa về đáp án đó chính là có. Và đây cũng chính là xu hướng của các bạn trẻ hiện nay, đúng không ạ? Và các bạn ấy luôn luôn muốn làm mới mình, tiếp cận với những xu hướng mới. Nhưng có một điều, chúng ta nên chọn lọc những xu hướng sao cho phù hợp với bản thân mình và cá tính của các bạn. Và hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ còn tuyệt vời hơn nữa trong những chương trình tiếp theo. Hãy luôn luôn đồng hành cùng với Xưởng Thời Trang các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tôi là Minh Sử của Xưởng Thời Trang.